mua Subaru Forester nhận ưu đãi kịch sàn, trị giá lên tới gần 230 triệu đồng. Ngoài ưu đãi hỗ trợ 100% phí trước bạ, đơn vị phân phối xe Subaru còn tặng kèm thêm nhiều phụ kiện giá trị và dịch vụ hậu mãi hấp dẫn khi khách hàng mua Forester. Theo Moto Image Việt Nam, đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm và dịch vụ của Subaru tại Việt Nam. Khách hàng mua xe Forester trong tháng 1 năm 2022 sẽ nhận được ưu đãi bao gồm 100% lệ phí trước bạ, phí đăng ký biển số và phí bảo dưỡng trong năm đầu tiên. Như vậy, mức ưu đãi cao nhất dành khách hàng có nhu cầu mua Forester lên tới 229 triệu đồng. Chỉ từ 889 triệu, khách hàng đã có thể sở hữu chiếc SUV của thương hiệu Nhật Bản với bản tiêu chuẩn và 1,124 tỷ đồng với bản cao nhất. Mức giảm khá sâu, nhưng nhìn chung giá bán của Forester vẫn cao hơn so với các đối thủ khác cùng phân khúc như Hyundai Tucson 825 triệu đến 1,03 tỷ đồng hay Mazda CX-5 839 triệu đến 1,059 tỷ đồng. Tuy vậy, đây vẫn là một cơ hội vàng để khách hàng Việt có thể sở hữu Forester với mức giá hợp lý. Tuy không sở hữu thiết kế không có nhiều nổi bật so với các mẫu xe khác cùng phân khúc, nhưng điểm mạnh của Forester vẫn là động cơ boxer đặc trưng của Subaru cùng hệ dẫn động hai cầu toàn thời gian SAVKD. Ngoài ra, chiếc SUV còn được trang bị hệ thống an toàn EyeSight với nhiều tính năng hiện đại bao gồm phanh tránh va chạm, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo trạch làn đường, cảnh báo làn đường bất thường hay cảnh báo phương tiện di chuyển phía trước. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.